người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh phải rơi nước mắt. Khác với nhiều ngôi sao, Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diễn viên xuất thân từ nông thôn và không qua trường lớp đào tạo. Triệu Lệ Dĩnh có gương mặt ngây thơ, dễ thương, trong diễn xuất cô cũng là một người luôn nỗ lực và có trách nhiệm. Rất nhiều cảnh quay nguy hiểm, quá sức đối với một nữ diễn viên, nhưng cô không cần người đấm thế. Có nhiều vai diễn, mặc dù không phù hợp với gương mặt trẻ trung của cô, nhưng cô vẫn luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Triệu Lệ Dĩnh có một biệt danh là Triệu Tiểu Đao bởi cô là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Trong Thần Tượng Đến Rồi, Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na mặc bộ trang phục giống nhau, cô bèn nói, chị Na à, chúng mình lại đụng hàng rồi. Mặc dù xuất thân từ nông thôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đi lên nhờ chính sức lực và sự kiên cường, không chịu khuất phục của mình. Cho dù khi quay phim bị thương hay ngã từ trên ngựa xuống, cô cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng trong cuộc đời cô, có 3 người đã khiến cô rơi nước mắt. Thứ nhất, Trương Duệ. Trương Duệ và Triệu Lệ Dĩnh quen biết từ Hoàn Châu Cách Cách. Năm ấy Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có tiếng tăm gì. Tết đến cô không mua được vé xe để về quê nên đành ở lại đón Tết cùng đoàn làm phim. Trương Duệ thấy Triệu Lệ Dĩnh lẻ loi cô đơn nên anh cũng không nỡ rời đi mà ở lại đón Tết cùng cô. Anh còn làm cho cô một bữa cơm tất niên. Đã bao nhiêu năm qua đi, hiện giờ cô đã được nhiều người biết đến, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, cô lại cảm động rơi nước mắt. Trong lòng cô, Trương Duệ luôn là người cô yêu quý nhất. Thứ hai, Triệu Kiến Phi. Triệu Kiến Phi là em trai của Triệu Lệ Dĩnh. Trong hôn lễ của Triệu Kiến Phi, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa rơi nước mắt. Chị rất ít khi được ở nhà nên mong em thay chị chăm sóc tốt bố mẹ, ông bà. Chỉ một câu nói thôi nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu vô bờ của Triệu Lệ Dĩnh dành cho người nhà. Thứ ba, Kiều Nhậm Lương. Ngày Kiều Nhậm Lương qua đời, Triệu Lệ Dĩnh bị cư dân mạng cho là bạc tình, bạn thân qua đời mà cô không chia sẻ điều gì trên Weibo, không buồn, không đau lòng. Nhưng trong buổi họp báo công chiếu sự kiều chuyện, khi phóng viên nhắc đến chuyện này, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên bật khóc. Khi ấy mọi người mới hiểu rằng không phải là cô không buồn, không đau lòng, chỉ là cô không muốn thể hiện ra ngoài.